chính quyền địa phương và kính thưa ông bà cô bác cùng anh chị em trong dân tộc đồng ngoại có mặt hiện diện ở Nam Tang hôm nay. Hôm nay tôi ra lâu tương đường này có mấy lời xin thưa qua anh ba chị ba đây, kết tình xui nghĩa với anh Đúng Kiểu ở đây là người cô thứ hai của trong gia đình. Hôm nay anh ba chị ba, anh ba thì không còn, chị ba đến đây trước cũng thăm hỏi sau cũng xin cái lễ cúng điếu được sự bàn bạc thống nhất của gia đình. Hôm nay chị ba sắm lễ vật gọi là hương đăng ngũ quả đến đây trước cũng chia buồn với gia đình đang quý, sau cúng cho vong linh của chị xuôi của mình, đốt nén hương cầu nguyện ơn trên trời Phật phù hộ cho vong linh chị xuôi của mình sẽ sớm được nhẹ nhàng về nơi của Phật. Giải trình với đại diện chính quyền địa phương, mời ông bà cô bác trong hai họ tộc đồng lại đến đây chứng trung độ này để chị ba được đem lễ vật vào bên trong để tiến hành làm lễ cúng điếu cho tình thương nghĩa của mình. Vậy chắc có lẽ là không ấy, cái gì tôi đại diện cho gia đình đang lễ xin mời chị ba cùng hộ điếu đưa lễ vật vào bên trong tiến hành làm lễ cúng điếu cho tình thương nghĩa, xin kính mời. Thank you.
Lễ cúng nước đã xong. Tôi ra tuần rượu này có mấy lễ xin thưa qua. Cái lễ thứ nhất mời chị ba là chánh điếu cùng các em chứng chung rượu này và nhận cho hai xá của hai con để đền ơn đáp nghĩa, cũng là để báo hiếu cho thân phụ của mẫu phụ nằm bên trong. Cái lễ thứ hai lúc 8 giờ ngày 14 tháng 5 năm 2024 nhằm ngày 7 tháng 4 âm lịch năm Giáp Thìn, gia đình tổ chức lễ động và di quan đưa linh cữu về nơi phần mộ là nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang khu phố 5 Hòa Thuận thuộc phường Trạch Phú Hòa. Vậy tôi hai lời cho gia đình đang lợi xin kính mời chị ba là chánh điếu cũng như các em là hậu điếu ngày giờ nói trên đến đây trước dùng với đình chung trà chung rượu chung nước bạch lạc, sau đó cùng gia đình tiễn bước đường tình thương nghĩa của mình về nơi phần mộ là nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi xin kính mời. Cái lễ thứ ba lúc thân phụ nằm xuống thì các con các cháu có sắp xếp nhưng không làm sao tránh khỏi việc sơ sót của gia đình. Vậy có điều chi xin chị ba là chánh điếu cũng như các em hậu điếu là niệm tình mẹ miễn trách cho. Cái lễ sau cùng, lễ cúng điếu đã xong, xin mời chánh điếu cùng hậu điếu dừng chân lễ ngầu dầu vàng dùng với gia đình chung trà chung rượu và bữa cơm đạm bạc. Tôi xin kính mời trên hết.